Chuột hamster ăn gì? Cách nuôi hamster béo ú. Chuột hamster thuộc loài gặm nhấm nên chúng có thể ăn được rất nhiều loại thức ăn. Vì vậy, cách nuôi hamster béo ú không hề khó. Tuy nhiên, để chọn thức ăn cho hamster, bạn nên chọn cho chúng những món khoái khẩu dưới đây. Thức ăn chính. Cách nuôi hamster béo ú với thức ăn chính bao gồm thức ăn trộn và hỗn hợp chúng là thức ăn giàu chất béo tốt cho hệ tiêu hóa và sự phát triển của chuột ham sơ mùi thơm của chúng khiến ham sơ mê mẩn và yêu thích hoặc áp dụng cách nuôi ham sơ béo ú mũm mĩm dễ thương với các loại hạt như hạt hướng dương hạt bí hạt lúa hạt ngô hạt dẻ hạt kê cách nuôi chuột ham sơ bằng thức ăn tươi có thể gồm súp lơ cà rốt dưa chuột hoa hồng không cho ăn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật trừ khi bạn muốn chúng trở nên hung dữ hơn. Cách nuôi hamster béo ú là thêm phô mai vào trong thức ăn của chúng. Thức ăn tươi chỉ nên cho ăn một tuần vài lần và số lượng ít. Thức ăn dặm Thức ăn dặm của chuột hamster rất phong phú, từ thực vật đến những loài vật nhỏ. Có thể kể đến như sâu gạo rang bơ, yến mạch, hạt kê, hạt mè, hạt lánh, bánh gạo, hạt hướng dương phô mai con bò cười, cống gạo, bắp bung và các loại trái cây. Bánh mài răng Đây là loại thức ăn cho chuột sơ và rất được ưa thích. Bao gồm, đá mài răng sang hô, đá mài răng hình khúc xương. Mỗi 2,3 tháng bạn có thể cho ăn một phần tư thì cà phê sữa chua để lông bé ống mượt hơn. Có thể cho uống sữa, 2-3 tuần một lần với một phần tư thì cà phê. Nếu cho ăn đồ tươi, nhiều nước thì hạn chế cho uống nước để tránh bị tiêu chảy không nên thay đổi khẩu phần ăn của ham sơ một cách đột ngột cách chăm sóc ham sơ cho người mới nuôi chuẩn bị về tài chính dù chỉ là một giống chuột cảnh nhỏ bé thế nhưng khi nuôi ham sơ bạn cần phải chuẩn bị một khoản tái chính nhất định đầu tiên là mua con giống sau đó là mua đồ dùng số tiền này sẽ sử dụng để mua những đồ dùng cần thiết trong quá trình chăm sóc chuột ham sơ Mỗi món đồ cũng có giá từ 20 200k. Bên cạnh đó còn có tiền mua thức ăn, thuốc, khám thú y cho chuột hamster. Tuy so với nuôi chó mèo cảnh có thể ít hơn, nhưng không có nghĩa là không cần có. Nếu bạn chưa có thu nhập riêng hoặc điều kiện kinh tế không cho phép thì không nên nuôi chúng. Cách chăm sóc hamster cho người mới nuôi cần chuẩn bị những đồ dùng cần thiết bao gồm. Lồng cho chuột hamster khi mùa hè đến nên sử dụng lồng thanh thép thông gió hoặc lồng ở dạng nửa thép nửa nhựa. Mùa đông nên sử dụng lồng hoàn toàn bằng nhựa để giữ ấm. Phần đáy lồng không nên sử dụng dạng thanh thép vì chuột dễ bị thương. bác ăn cho chuột ham sơ. Có thể lựa chọn loại đĩa nhỏ, chỉ cần không dễ bị đạp đổ. Thành đĩa không nên quá cao nếu không chuột ham sơ không thể leo vào. Những loại đĩa có thể sử dụng sẵn trong nhà như gạt tàn. Để đựng nước tương, bát nhỏ, hộp trong lò vi sóng. Lưu Bình uống nước cho chuột ham sơ. Máy nước uống thường được thiết kế ở dạng đầu trước có viên tròn bằng thép không gỉ. Khi tìm mua nên thử xem có bị chảy nước ra ngoài không. Không thể trực tiếp dùng bát đựng nước vì chuột con sẽ làm ướt lông khi uống nước dẫn đến việc dễ bị cảm. Lưu ý, cách nuôi chuột ham sơ không bị bệnh tốt nhất là thường xuyên rửa sạch bát ăn bình uống nước cho ham sơ khay vệ sinh cho chuột ham sơ thông thường dùng hộp có chất liệu bằng sứ có cát mèo phủ ở trên mỗi ngày nên đổi cát mèo hoặc bỏ những chỏ cát đóng thành cục chậu tắm cho chuột ham sơ có một vài chuột ham sơ dùng cát mèo trong bồn vệ sinh là xà bông tuy không vệ sinh nhưng đây là sở thích của chúng vậy không cần phòng tắm nữa nhưng đối với những bé chuột thích sạch sẽ chủ nhân nên mua một phòng tắm cho chúng. Đặt các tắm lên đó để chúng có thể thỏa thích lăn lộn. Vòng chạy cho chuột ham sơ Ham sơ hoang dã mỗi ngày phải chạy 20 km vì thế vận động là một việc rất quan trọng đối với chúng. Không được vận động đủ chúng sẽ cảm thấy quá áp lực và có hành vi cắn lòng. Đồng thời, chuột ham sơ dễ bị béo phì vì dinh dưỡng thừa thải. Chuột ham sơ rất thích tập thể dục. Chúng là loài động vật rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Một chú chuột hamster có thể chạy khoảng 3.2 km ngày. Bởi vậy để có cách nuôi chuột hamster không bị béo phì bạn nên có vòng chạy ở trong chuồng để chúng thỏa sức vui chơi và đùa nghịch. Mạt gỗ cho chuột hamster. Có thể lựa chọn sử dụng nhiều loại nguyên liệu, phần lớn mọi người đều chọn mạt gỗ. Vì chúng rất sạch và dễ tìm kiếm. Sản phẩm mài răng cho chuột hamster răng của chuột ham sơ không ngừng sinh trưởng vì thế cần dùng gậy mài răng để tránh dẫn đến răng quá dài rất nhiều chuột ham sơ mài răng bằng nhiều cách khác nhau ví dụ căng lồng khi bạn không sử dụng gậy mài răng cũng không cần lo lắng nữa kinh nghiệm nuôi ham sơ ai cũng cần biết cách chăm sóc ham sơ cho người mới nuôi không khó cần biết tập tính và thói quen sinh hoạt của chúng là được Hamster là động vật ngủ ngày và chỉ hoạt động về đêm. Bạn tránh để lồng nơi có gió và ánh sáng trực tiếp để chúng được yên tĩnh khi ngủ. Để chuột hamster khỏe mạnh, bạn cần cho chúng ăn uống đầy đủ và thường xuyên. Kinh nghiệm nuôi hamster khỏe mạnh, không bệnh tật được chia sẻ đó là rửa lồng hàng tuần. Giữ cho lồng nuôi luôn sạch sẽ để ngăn ngừa bệnh tật. Không cần tắm cho hamster bởi chúng hoàn toàn có thể tự làm được việc này và quan trọng hơn cả hãy giao tiếp nhiều với chúng bằng giọng nói nhẹ nhàng để chúng gần gũi hơn với con người kinh nghiệm nuôi ham sơ khi bế chúng không bế khi đói đừng cố bế giữ chuột ham sơ khi chúng không biết gì và không có sự chuẩn bị nào ví dụ như khi chuột ham sơ đang ngủ say hoặc đột nhiên tóm lấy chuột ham sơ từ phía sau lưng như vậy sẽ chỉ khiến cho chuột ham sơ sợ hãi bất an chuột ham sơ nảy sinh một số hành vi tự vệ thích hợp cũng là lẽ đương nhiên kinh nghiệm nuôi ham sơ đúng cách khi bế chúng là thu hút sự chú ý ngay trước mặt chúng rồi dần dần tiến sát lại rồi đưa hai ngón tay ra từ bên trên nắm lấy phần giữa cơ thể của chuột ham sơ và một tay khác thì luồn xuống phía dưới không bế ham sơ khi đói đừng bắt bế ham sơ khi chúng đang đói đến không chịu nổi tốt nhất là để chuột ham sơ ăn uống no say rồi hẳn tính chuyện bế chúng nếu không thì chuột ham sơ sẽ tưởng rằng ngón tay bạn là miếng thịt tươi ngon mà chủ nhân đưa đến cho chúng hơn nữa còn thấy rất kỳ lạ là vì sao lại to như thế đừng bế chuột ham sơ khi có mùi lạ đừng bắt bế chuột ham sơ khi trên tay bạn có lưu lại mùi lạ tất cả các mùi lại đều có thể thu hút sự tò mò của chuột ham sơ tâm lý tò mò của chuột ham sơ rất mạnh mẽ chúng sẽ ngửi ngửi trước rồi liếm liếm rồi bước tiếp theo chính là gặm một chút xem xem thường thì điều cần chú ý là đừng bế chuột ham sơ sau khi tay vừa chạm vào độ ăn ngon còn tinh dầu mát xa tay của con gái cũng tốt nhất đừng bế ham sơ khi mùi trên tay còn nồng đừng bế ham sơ khi chưa cảm thấy an toàn cách chăm sóc ham sơ cho người mới nuôi khi muốn bế ham sơ hãy quan sát tâm lý của chúng đừng bế giữa chuột ham sơ khi chúng vẫn chưa cho rằng tay của bạn an toàn thông thường nếu như chuột ham sơ tự nguyện lấy đồ từ tay bạn để ăn hoặc trực tiếp ngồi trong tay bạn để ăn đồ ăn đó chính là khi chuột ham sơ đã nhận định rằng đối với nó mà nói thì tay của bạn tương đối an toàn lúc này có thể nhẹ nhàng bế chuột ham sơ lên đừng bế chuột hờ sơ khi chúng lo lắng đừng bế chuột ham sơ khi thần kinh của chuột ham sơ đang trong trạng thái lo lắng cao độ thông thường là chuột ham sơ đang trong thời kỳ đánh nhau chiếm địa bàn hoặc chuột mẹ đang trong thời gian mang thai thì thần kinh của chuột ham sơ đều lo lắng cao độ lúc này mà bắt ham sơ, cho dù trước đây chuột ham sơ khá thân thiết với bạn đi chăng nữa thì thỉnh thoảng cũng sẽ ngược lại với thông thường